chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube của Lạc Việt Audio. Thì hiện tại em đang có mặt tại trường cấp 1 Tây Sơn ở khu vực quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đây là gần công viên Thống Nhất. Bây giờ là gần 5 giờ chiều thứ năm, 9 tháng 7 năm 2020. Lạc Việt Audio vừa hoàn thiện lắp đặt xong hệ thống âm thanh hội trường đa năng cho trường tiểu học Tây Sơn. Và em đã lắp đặt cho trường Tây Sơn hai hệ thống âm thanh, bao gồm là một hệ thống hội trường này, đây là cặp loa trường DB CTX215. DB CTX215 nha. Con này là 2W40, một kèn check, sub coil 100 và một cặp sub hội trường DB CTX118S. Đây là cặp sub đơn 50, có công suất là 1600W, là chuyên sử dụng cho các dàn âm thanh hội trường, âm thanh sân khấu. Đây là phần còn lại của cặp loa. Hai cặp loa hội trường này sẽ chuyên sử dụng trong các mục đích, đó là sân khấu ca nhạc này, hoặc là các cái sự kiện hội trường như khai giảng, lý giảng, vân vân. Thì hai cặp này sẽ có thể là đặt ở đây. Thì cái phòng này là sẽ chuyên sử dụng cho mục đích như là hội trường này. Thì các bác có thể thấy ghế đây sẽ setup này. Loa treo tường là dòng karaoke King CS412, có một bát 30, hai tép ở hai bên. Công suất trung bình là 450W. Hai cặp loa này sẽ đặt ở bốn góc, sử dụng cho những hoạt động là hội thảo này, họp hành nhẹ nhàng hơn này, hoặc sử dụng cho các câu lạc bộ như là âm nhạc này, đàn này, búa này và nhảy cho các em học sinh. Đây là con cục đẩy công suất 4 kênh King M4120T. Con này là có 4 kênh này, mạch class D này, và có công suất cho mỗi kênh là 1200W. Từ 1.000 đến 1.200W nhé, ở chế độ 8 ohm, chuyên đánh cho các dòng âm thanh hội trường sân khấu hoặc là các dòng phòng karaoke ca nhạc cao cấp. Ở đây nó sẽ sử dụng cho hệ thống toàn bộ hệ thống loa ở đây. Chúng em đã sử dụng pháp là đấu nối tiếp để đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng của nhà trường về mức chi phí và cái yêu cầu sử dụng không quá nhiều. Tiếp theo là bộ micro không dây cao cấp King MS9200PM. Đây là dòng mic mới nhất, cao cấp nhất của King Audio, chuyên sử dụng cho các dòng âm thanh sân khấu hội trường chuyên nghiệp, có mức giá tới gần 10 triệu đồng. Tiếp theo là thiết bị Drive Rack Dolson AD48, 4 cổng in, 4 in, 8 out. Đây là bộ xử lý tín hiệu nguồn, chuyên sử dụng cho các dàn âm thanh sân khấu hội trường, âm thanh ca nhạc chuyên nghiệp. Và khi mà các bạn muốn xử lý để tạo các hiệu ứng âm thanh hay là cắt tiếng, xúc xiếc vân vân, thì sử dụng con này rất là hiệu quả, sử dụng tốt hơn các dòng van số này. Trên này, ở trên này là bộ ổn định tín hiệu nguồn điện là King ATMS9, bộ xử lý nguồn điện vào cho hệ thống âm thanh này, nó sẽ bảo vệ hệ thống mạch, chống các trường hợp đoạn mạch hay là tăng giảm áp đột ngột. Thì ở đây nó có 8 cổng cung cấp nguồn điện đằng sau và 2 cổng cung cấp nguồn điện đằng trước. Một cái màn hình hiển thị là điện áp, đèn thông báo tín hiệu và có thể điều khiển ở đây các kênh nguồn điện và cung cấp nguồn. Bên trên này đó là bàn mixer Dolson RV16FX. Thì đây là dòng mixer chính hãng mà Lạc Việt Audio nhập khẩu chính hãng tại Việt Nam. So với các dòng chính hãng khác thì nó có mức giá rẻ hơn nhiều, và chất lượng thì nó gần như là tương đương so với các dòng của Dynacorp này, của Yamaha. Tại sao dòng cho dàn âm thanh này chúng tôi sử dụng con Dolson này? Bởi vì thứ nhất nó rẻ, thứ hai là dòng chính hãng.
so với các dòng sản phẩm trôi nổi khác trên thị trường, hay là thương hiệu loại hàng loại 1, loại 2 đấy, thì dùng con này nó sẽ đảm bảo ổn định hơn nhiều. Các chức năng của nó thì rất là ok để thoải mái và sử dụng. Sau đây em sẽ test thử hệ thống âm thanh này, bao gồm một dàn loa hội trường và hệ thống loa treo tường. Thank you.